Tại Thừa Thiên Huế, xác định danh tính đối tượng dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba. Từ vụ bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh bị hành hung, vấn đề được dư luận đặt ra là cả bác sĩ và người nhà bệnh nhân cần có thái độ ứng xử tôn trọng lẫn nhau để tránh đụng tay đụng chân ở nơi cứu người. Câu chuyện sẽ được bình luận trong chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay. Tại Đà Nẵng, chiêm ngưỡng cây đa di sản Sơn Trà 800 tuổi vạn người mê. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài câu chuyện, sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng như câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Tuyết Oanh. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền Tây Ninh. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 1930, 1 tháng 8 2022, ban biên tập chương trình 24 giờ chuyển động kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ viên chức ngành tuyên giáo tỉnh Tây Ninh và cả nước thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục giữ vững truyền thống vẻ vang của ngành trong 92 năm qua và luôn luôn vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vâng, và trở lại với chương trình hôm nay, như thường lệ sẽ là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, đây là đối tượng Ngô Văn Quốc, sinh năm 1984, ngụ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng này đã gây náo loạn đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế trong chiều ngày 31 tháng 7 vì hành động cướp tiệm vàng vô cùng táo tợn tại khu vực chợ Đông Ba. Lực lượng công an Thừa Thiên Huế sau đó đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, đối tượng Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ vàng rồi cướp vàng. Sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. Trong lúc đối tượng cầm súng băng qua đường đi ra cầu Gia Hội, nhiều người dân vẫn bất chấp tranh nhau tìm nhặt số vàng đối tượng vứt lại, một số đồ trang sức bằng vàng còn mắc trên cành cây cao. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để cho người dân di chuyển vào hiện trường. Do đây là khu vực trung tâm thành phố Huế, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác, công viên Trịnh Công Sơn. Lúc này đối tượng có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh và chỉ huy cán bộ phòng cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, trò chuyện, động viên và thuyết phục. Sau đó đối tượng đã giao nộp vũ khí. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế và công an các phường lân cận khu vực xảy ra vụ cướp đang tiếp tục vận động người dân nào nhặt được số vàng nói trên thì đề nghị trả lại cho bị hại. Nếu những trường hợp nào biết được số vàng này là tân vật của vụ cướp nhưng vẫn cố tình không trả lại thì công an sẽ có biện pháp xử lý. Chuyển sang thông tin khác, ngày 31 tháng 7, công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hủy hoại tài sản liên quan đến việc cây ATM ở xã Nam Am bị đốt. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định sức khỏe tâm thần, giám định việc có sử dụng ma túy hay không đối với Nguyễn Văn Duẩn, 33 tuổi, người đã ra đầu thú về việc đốt cây ATM. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 7, Duẩn đạp xe đạp đi mua 30.000 đồng xăng rồi cho vào 3 chai nhựa. Sau đó Duẩn đạp xe đến cây ATM ở xã Nam Am, đổ xăng ở 2 chai vào đây. Chai xăng còn lại, Duẩn tẩm vào áo, làm mồi châm lửa đốt. Vụ cháy cây ATM khiến chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Nam Am thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng, 34 triệu đồng trong cây ATM và các tài sản bị cháy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Vĩnh Bảo nhanh chóng xác định Duẩn chính là nghi phạm của vụ việc. Đêm ngày 26 tháng 7, công an huyện Vĩnh Bảo cùng người thân đã vận động Duẩn ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Duẩn khai đã không kiểm soát được hành vi của mình nên gây ra vụ việc nêu trên. Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trí, sinh năm 1961, ngụ tỉnh Bạc Liêu, là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 16 năm lẩn trốn. Theo thông tin của cơ quan công an, vào khoảng từ năm 2003 đến tháng 5 năm 2006, đối tượng Nguyễn Văn Trí đã lợi dụng danh nghĩa là chủ trại mộc đóng xuồng ghe để hỏi mượn vay tiền của nhiều người và vay quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2006, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trí về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Trí tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang sau 16 năm lẩn trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị, lại thêm một cú sốc đối với lòng nhiệt thành của những người hành nghề y khi một bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh bị hành hung trong lúc đang chữa trị cho bệnh nhân. Như 24 giờ chuyển động đã đưa tin trong số trước thì vụ việc xảy ra thật đơn giản. Một người đàn ông nghi ngờ con mình bị hóc xương cá nên đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được hai bác sĩ thăm khám. Sau đó, trong khi bác sĩ trưởng ca trực khoa cấp cứu tiếp tục xử trí những ca bệnh khác thì bị người đàn ông này tấn công. Ông ta cho rằng bác sĩ không tận tình chữa trị cho con của mình. Đó là một lý do rất vô lý và bác sĩ trở thành nơi trút giận của người đàn ông nêu trên. Nùng nóng, lo lắng trước bệnh tình của con là điều dễ thông cảm, nhưng hành hung bác sĩ ngay trong ca trực là điều không thể chấp nhận được. Tối ngày 29 tháng 7, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời làm việc đối với DQB, tên đã viết tắt, 40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh để làm rõ hành vi hành hung bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Anh B đã thừa nhận hành vi của mình. Anh này cho biết khi đưa con đến khám và ngồi chờ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 15 phút vẫn chưa có bác sĩ làm việc. Do quá bức xúc nên xảy ra tranh cãi với bác sĩ BHT dẫn đến hành vi dùng tay bóp cổ bác sĩ T. Anh B cũng nhận thức rõ việc bác sĩ T đang làm nhiệm vụ, có giải thích tình trạng sức khỏe của con mình, đề nghị chờ bác sĩ chuyên khoa đến thăm khám. Nhưng anh B không chấp hành và dùng vũ lực tấn công bác sĩ, cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ và ca trực. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với DQB về hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Vâng, không ai có thể chấp nhận được hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, sinh mạng của người khác. Coi thường sinh mạng của người mà họ tấn công trực tiếp là một chuyện. Còn nữa, khi người bị tấn công là thầy thuốc, trong khi đang làm việc trong phòng cấp cứu, thì có thể một bệnh nhân nào đó mất đi cơ hội được cứu sống. Đúng là như vậy. Một bác sĩ bị hành hung, tổn thương thể xác, chấn thương tinh thần, không thể làm việc được, thì nhiều bệnh nhân không được chăm sóc. Một bệnh nhân cần cấp cứu nhưng không có đủ bác sĩ để giải quyết thì hậu quả rất khó lường. Có thể bệnh nhân bị nặng hơn, cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trên báo VN Express, nam bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hơn 7 năm gắn bó với chuyên ngành cấp cứu, chứng kiến nhiều vụ hành hung, nhưng lần này bị người nhà bệnh nhi bóp cổ, khiến anh rất nản. Nam bác sĩ cho biết, khi bị người nhà bệnh nhi hành hung, hai hôm trước, cổ của anh đỏ và hằn dấu bàn tay, cảm thấy khó thở, sau đó đau cơ vùng cổ. Hiện anh đã hết đau nhưng vẫn còn lo lắng. Bệnh viện cho anh ngừng công việc vài ngày để ổn định sức khỏe. Anh dự định xin nghỉ phép không lương thêm một thời gian, đến khi cảm thấy an toàn. Nam bác sĩ nói, tôi thấy nản vì mình chỉ muốn môi trường an toàn để làm việc, cấp cứu bệnh nhân, không mong muốn gì nhiều. Vâng thưa quý vị, sẽ còn những y bác sĩ nào sẽ cảm thấy chán nản như vậy nữa khi mà môi trường làm việc không được an toàn như vậy? Còn người đánh bác sĩ sau đó cũng đã nói rằng, tôi hối hận do lo lắng về sức khỏe của con gái mình nên đã có hành động trên. Tôi xin lỗi bác sĩ T, cán bộ nhân viên bệnh viện, cộng đồng mạng cùng toàn thể các ban ngành, chức năng và mong muốn được tha thứ để tiếp tục nuôi nấng con cái. Vâng, nếu cứ đánh bác sĩ, sau đó hối hận xin lỗi là xong. Nếu cứ như vậy thì có lẽ sẽ không bao giờ dẹp được tình trạng này. Thiết nghĩ cần phải có biện pháp mạnh, phải khởi tố hình sự nếu có căn cứ. Mặt khác cũng cần phải có giải pháp gốc rễ để giải quyết vấn nạn hành hung bác sĩ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho rằng quy trình phản ứng hay tăng cường lực lượng, an ninh bệnh viện chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt. Theo ông, về lâu dài phải là tăng thêm niềm tin giữa bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế. Bác sĩ Thanh phân tích, giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà phải ứng xử hài hòa, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau. Lúc đó hàng rào để bảo vệ nhân viên y tế một phần là chính bản thân họ. Mỗi nhân viên y tế không chỉ giỏi về chuyên môn mà cần niềm nở, hiểu tâm lý người bệnh, giải thích rõ ràng. Về phía bệnh nhân và thân nhân, cần hiểu được quy trình cấp cứu, khám chữa bệnh và tin tưởng vào cách làm việc của bác sĩ. Về phía người dân, khi đến cơ sở y tế, xin hãy giữ một môi trường điều trị an toàn. Hãy luôn tin tưởng vào người thầy thuốc để các nhân viên y tế an tâm công tác, người bệnh được an toàn chăm lo sức khỏe. Và đến đây chúng tôi xin khép lại câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Xin mời Xuân Nghĩa. Vâng, cảm ơn Tuyết Oanh. Thưa quý vị, thời gian gần đây, bờ sông Mang Thít đoạn qua địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở ở một số điểm,
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Hiện tại tình hình sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, lấn sâu vào khu vực dân cư. Do đó chính quyền địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp khắc phục. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh chi tiết về thực trạng này trong chuyên mục Đông Tây chuyển động. Đợt này thì mong chính quyền địa phương cũng báo cáo gì trên khắc phục sớm cái đường này cho bà con đi lại cho nó dễ dàng. Tại Bến Tre, nhiều tháng qua, người dân khu vực bãi rác dân sinh tại ấp Long An, xã Lâm Hòa, huyện Bình Đại bức xúc vì bãi rác của xã gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Người dân đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương xây tường rào xung quanh để rác và nước thải tránh lây lan trong khu vực. Tuy nhiên, kiến nghị này vẫn chưa được thực hiện. Bãi rác bốc mùi khó chịu, nhiều người dân bị ảnh hưởng đến sức khỏe do hít phải mùi hôi, xù uế. Bên cạnh đó, việc tổ chức đốt rác trong đêm khiến người dân ngủ không được. Từ bãi rác, ruồi sinh sản rất nhiều, bay qua nhà, bu vào thức ăn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đây. Quá thối, tối ngủ không được luôn, tại cháu tôi bệnh hoạn, nó đốt phải là cả tháng trời nó còn ngẫm ỉ hoài luôn, bây giờ chịu hết nổi rồi mà chính quyền rồi giải quyết rồi giùm chứ vậy rồi không sống nổi. Hiện nay thì trên địa bàn huyện chưa có một cái được đầu tư một cái nhà máy để mà xử lý rác đảm bảo cái vấn đề vệ sinh môi trường. Đó thì chỉ là thu gom về đổ lộ thiên rồi phun xịt hóa chất để mà khử mùi khử rồi để hạn chế cái mùi hôi. Còn về cái hướng tới thì huyện cũng đã là xin ý kiến của tỉnh để mời gọi một cái nhà đầu tư về để đầu tư một cái nhà máy xử lý rác thải. Thì khi mà cái nhà máy này là đi vào hoạt động thì huyện sẽ là tổ chức thu gom rác thải hết tất cả các cái xã trên địa bàn về cái nhà máy xử lý rác này để xử lý rác tập trung. Hiện trên địa bàn huyện chưa có nhà máy xử lý rác đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, chỉ thu gom, phun xịt hóa chất khử mùi, hạn chế mùi hôi, nên lượng rác tồn đọng rất lớn. Theo người dân, bãi rác có từ hơn 10 năm trước, lúc đầu rác còn ít, nhưng càng ngày rác càng nhiều. Bà con mong muốn ngành chức năng xử lý dứt điểm về tình trạng ô nhiễm của bãi rác, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thưa quý vị, hình ảnh trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy đây, đó là một cây đa di sản Sơn Trà, có tuổi đời lên tới 800 tuổi. Dù nằm ở khu vực khá hẻo lánh của bán đảo quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhưng cây đa di sản này vẫn thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày vì vẻ đẹp hiếm có của nó. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây đa di sản Sơn Trà, một chứng nhân lịch sử của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng, một điểm đến du lịch trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Theo hồ sơ được công nhận là cây di sản Việt Nam năm 2014, cây đa nằm ở tiểu khu 63 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, được gọi tên là cây đa núi cao, thuộc họ dâu tầm Moraceae. Còn người dân địa phương và du khách thì quen gọi tên cây đa này là cây đa di sản Sơn Trà. Từ khóa này khá hot và du khách thường xuyên tìm kiếm mỗi khi có dịp đến tham quan thành phố biển Đà Nẵng. Lại gần nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi chứng kiến gốc đa cao khoảng 25m, chu vi thân cây đến 5-6 người ôm. Bộ rễ chính rộng đến hàng trăm mét vuông. Đặc biệt, mỗi cành cây vươn ra xa đều có các rễ phụ đâm xuống đất để làm bệ đỡ, trông rất là mắt, qua kiểm đếm của ngành chức năng. Cây đa có khoảng 10 rễ phụ. Nhiều rễ nhỏ khác cũng đang vươn mình xuống đất giúp cân bằng thân cây. Những ngày hè nóng nực này, người dân và du khách tìm về gốc đa để tham quan càng đông hơn. Bởi đến đây, ngoài việc được tha hồ ngắm cảnh, chiêm ngưỡng, vẻ đẹp kỳ vĩ của gốc đa, mọi người ai cũng có cảm giác thoải mái vì được hít thở khí trời mát mẻ. Chuyển sang một câu chuyện đáng chú ý khác được ghi nhận ở Đồng Nai. Thưa quý vị, vừa qua tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, anh Văn Hoàng Tuấn, 40 tuổi, làm nghề lái xe ôm công nghệ, đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường và giao nộp cho cơ quan công an. Vâng, đây là một hành động rất đẹp, rất đáng được biểu dương và có ý nghĩa lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mời quý vị cùng nhìn lại quá trình bắt cướp của người lái xe ôm công nghệ dũng cảm này. Trước đó, chiều tối ngày 27 tháng 7, khi chị Bùi Thị Nhi, 28 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, đang ngồi trên xe máy, trên tay phải cầm chiếc điện thoại di động ở tổ 20, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, thì bị đối tượng Đinh Viết Vũ, 30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe gắn máy, áp sát, giật chiếc điện thoại trên tay. Bất ngờ, hoảng loạn, chị Nhi tri hô thì được anh Văn Hoàng Tuấn, 40 tuổi, là người chạy xe ôm công nghệ gần đó, đã truy đuổi theo và cùng người dân khống chế, bắt giữ tên cướp, giao cho công an cùng tang vật xử lý. Là tôi và anh em mà đang ngồi chờ khách thì thấy sự việc
giật điện thoại của bị hại kế bên. Thì tôi với anh em anh Vũ có thể dí theo và hiệp sức lại bà con cô bác bắt được nghi can đó rồi đem về phường Long Bình. Cũng sợ với anh, là một con người ai cũng phải sợ thôi, nhưng mà vì cuộc sống bình yên của nhân dân với lại của bản thân của mình thì mình cũng góp một phần một tay một chân vô cho nó trọn vẹn. Với chị Nhi, sự việc xảy ra ngày hôm ấy, đến nay chị vẫn còn hoảng sợ và rất biết ơn người chạy xe công nghệ dũng cảm đã giúp đỡ chị trong lúc hiểm nguy. Hành động nó quá nhiệt tình, đuổi theo tên cướp mà không sợ nguy hiểm. Như vậy để bắt được tên cướp, trả lại tài sản cho em. Không riêng gì đối với cái anh lái xe Grab mà vừa thực hiện cái hành động bắt giữ cái đối tượng cướp giật tài sản giao cho cơ quan công an, thì với bất cứ người dân nào thì công an cũng luôn luôn là mong rằng mọi người dân đều nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với cái tinh thần và hành động vừa rồi của anh lái xe Grab thì công an phường Long Bình sẽ làm đề xuất báo cáo lãnh đạo công an thành phố để đề xuất báo cáo với Ủy ban dân thành phố Biên Hòa cũng như giám đốc công an tỉnh Đồng Nai để biểu dương khen thưởng cho cái hành động dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với đặc thù công việc thường xuyên có mặt trên các tuyến đường cả ban ngày lẫn ban đêm, anh Văn Hoàng Tuấn đã có hành động dũng cảm tham gia bắt giữ thành công đối tượng cướp giật trên địa bàn, đã thực sự là tấm gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện xảy ra trên thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, trong hình là Global Mercy, con tàu chuyên dụng cho mục đích điều trị y tế, có chiều cao 12 tầng, dài 174m, rộng 28,6m và tổng trọng tải là 37.000 tấn. Với những thông số này, Global Mercy đã được sách kỷ lục thế giới Guinness xác nhận là tàu bệnh viện dân sự lớn nhất thế giới. Tàu bệnh viện Global Mercy thuộc sở hữu của tổ chức từ thiện quốc tế Mercy Ships, có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. Bệnh viện nằm trên hai tầng 3 và 4, gồm 102 phòng điều trị, 90 phòng cấp cứu, 7 phòng chăm sóc đặc biệt, 6 phòng mổ. Đồng thời, tàu có chỗ ở cho 641 người thuộc đội ngũ phục vụ như bác sĩ, y tá, hộ lý. Ngoài ra, tàu bệnh viện Global Mercy còn có các lớp đào tạo chuyên gia y tế, các phòng thí nghiệm tân kỳ, cơ sở học tập dành cho con em của các nhân viên tình nguyện phục vụ trên tàu. Cuối tháng 2 vừa qua, Global Mercy mang quốc tịch Malta đã chính thức được hạ thủy tham gia vào các sứ mệnh nhân đạo ở châu Phi. Một tổ chức cộng đồng ở Thái Lan dùng chai nhựa cũ được rửa sạch, cắt thành sợi dài mảnh và gắn vào cán gỗ để làm thành chổi quét, thưa quý vị. Và chúng ta hãy cùng chứng kiến họ đã làm việc này như thế nào, quý vị nhé. Tổ chức cộng đồng tại Thái Lan này có tên là Save the World Broom, tạm dịch cứu lấy cây chổi thế giới, chuyên sản xuất chổi từ các vật liệu tái chế. Theo đó, chai nhựa đã qua sử dụng được làm sạch, cắt thành sợi mảnh dài và gắn vào cán gỗ để làm thành chổi trong khoảng 5 tiếng. Đây là nỗ lực nhằm giảm lượng rác thải địa phương của tổ chức này. Dự án không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đem lại thu nhập cho nhiều người ở tỉnh Khon Kaen của Thái Lan. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tại Hà Tĩnh, bé gái 1 tuổi nghi bị bịt miệng, buộc chân, đánh đập đang được chăm sóc đặc biệt. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới, lớp học bơi miễn phí cho trẻ em trong lòng suối mát. Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tại Đắk Nông, số lượng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc đang có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng này, ngành y tế Đắk Nông đang làm gì để nhằm thu hút, giữ chân người ở lại? Câu chuyện được phản ánh trong chuyên mục Cà phê không đường ngay sau đây. Năm 2021, Đắk Nông có 38 công chức, viên chức xin nghỉ việc. Trong đó có gần 17 bác sĩ, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022. Số cán bộ xin nghỉ lên tới 27 người, trong đó có 14 bác sĩ. Hiện Đắk Nông chỉ đạt 7,3 bác sĩ trên 1 vạn dân. Số lượng nhân viên y tế xin nghỉ chuyển sang làm ở các cơ sở y tế ngoài công lập hoặc ngành nghề khác đang có chiều hướng gia tăng.
Chương trình thu hút của tỉnh thì nó đã hết giai đoạn đầu tiên rồi, còn giai đoạn tiếp theo thì chủ trương của tỉnh là chưa có. Và đến thời điểm hiện tại như tôi ấy, bác sĩ về công tác khoảng một năm thì tôi được nhận hỗ trợ thu hút. Nhưng mà ngoài cái khoản tiền thu hút đó ra thì hầu như tôi không có thêm khoản thu, những khoản hỗ trợ khác. Ví dụ như là hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ về đất. Nhưng cái đó thì ví dụ một người công tác xa như tôi, xa gia đình nó rất là cần thiết. Giai đoạn 2015-2020, Đắk Nông thu hút được 43 bác sĩ, trong đó 4 bác sĩ chuyên khoa 1. Tuy nhiên công tác thu hút nguồn nhân lực còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do quá trình làm việc, nhân viên y tế có nguồn thu nhập thấp hơn mặt bằng chung. Nhiều bác sĩ mong muốn học thêm về chuyên khoa sơ bộ, chứng chỉ chuyên sâu nhưng không nhận được sự hỗ trợ học phí, tiền lương. Thì ngoài cái kinh phí mà đào tạo theo định mức cấp về cho bệnh viện đa khoa tỉnh khoảng gần 200 triệu thì cái số tiền đó nó không đủ để cho đáp ứng cho cái đào tạo như bệnh viện mong muốn. Thì chúng tôi cũng đã xin ý kiến chủ tịch và chủ tịch đã quyết là đồng ý cho hỗ trợ thêm 500 triệu để có thể cho khoảng 10 suất 10 bác sĩ đi học chuyên khoa sau đại học. Chúng tôi phải chờ các bộ y tế là thông qua chính phủ được cái chính sách riêng của bộ là toàn quốc, chứ cũng không có thể là ở một cái tỉnh nào. Thế nhưng mà trên cái ý định đó thì Sở Y tế cũng sẽ theo dõi trong vấn đề về chính sách đó, rồi đồng thời là phải có cái sự hỗ trợ riêng cho cái tỉnh, mà tỉnh mình nhất là cái tỉnh đặc biệt khó khăn. Mạng lưới y tế cơ sở là tuyến đầu, có nhiệm vụ gác cổng. Vì vậy, địa phương cần có phương án xây dựng bài bản, đãi ngộ nhân lực hợp lý. Bởi việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế vững mạnh chính là góp phần bảo vệ sức khỏe của toàn dân. Tiếp theo chương trình là cụm tin nóng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, thấy bé gái 1 tuổi quấy khóc vì sốt, vợ chồng bảo mẫu Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ đã dùng dây sạc điện thoại trói chân, dùng băng dính bịt miệng cháu rồi đánh đập dã man. Ngày 31 tháng 7, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin bé gái phải cấp cứu tại bệnh viện, đang được chăm sóc đặc biệt và theo dõi tổn thương não. Trước đó, ngày 26 tháng 7, bé T, tên viết tắt, 1 tuổi, quê Hà Tĩnh, được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốt cao, có biểu hiện sốc, có rối loạn tiêu hóa, nôn. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chuyển ngay lên hồi sức cấp cứu. Đáng nói, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện những bất thường. Hai chân của bé xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Nghi ngờ bé bị bạo hành, bệnh viện đã báo ngay cho công an. Công an bước đầu xác định, ngày 21 tháng 7, Lê Thị Lan H, tên viết tắt, 28 tuổi, mẹ của bé T, thuê Đoàn Diệu Linh, 26 tuổi, ngụ Hà Nội, trông bé T với giá 3 triệu đồng một tháng để đi làm công nhân. Trong quá trình trông bé T, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ, 28 tuổi, chồng Linh đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, dùng chăn quấn vào người và dùng băng keo bịt miệng bé T. Đến ngày 26 tháng 7, thấy T khó thở, Vũ và Linh đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Thưa quý vị, sau tiếng động mạnh, thấy nạn nhân ôm vết thương chạy ra ngoài, nhiều người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Ngày 31 tháng 7, Công an quận Bình Tân phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra ở phường An Lạc khiến một nam thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là nam thanh niên có tên thường gọi là Hát, vào khoảng 28 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân. Lực lượng chức năng xác định nghi phạm đâm chết anh Hát là Nguyễn Quốc Thái, 34 tuổi, sống tại một phòng trọ trong hẻm đường Bùi Tư Đoàn, phường An Lạc, quận Bình Tân. Theo người dân cho biết, rạng sáng cùng ngày, khi bà đang ở trong nhà thì nghe tiếng động như có người đánh nhau ở khu vực trước phòng trọ trên. Một lát sau, bà thấy Hát bị thương được đưa đi cấp cứu, anh Hát sau đó không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra, xác định Thái là nghi phạm đâm anh Hát tử vong nên đã đưa Thái về trụ sở để lấy lời khai. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thông tin về giao thông, ngày 31 tháng 7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa ô tô Mercedes với chiếc BMW và một loạt xe máy trên đường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 30 tháng 7, đang chạy trên đường Dịch Vọng Hậu, chiếc ô tô Mercedes bất ngờ đâm trúng chiếc ô tô BMW, sau đó tiếp tục gây tai nạn với 4 chiếc xe máy. Tại hiện trường, 4 chiếc xe máy đều bị hư hỏng. Chiếc Mercedes bị hỏng nặng phần đầu, BMW bị móp phần cửa trước.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Vụ va chạm may mắn không gây thương vong về người. Quý vị thân mến, nằm trong các hoạt động hè năm 2022, các xã trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em và thanh thiếu niên. Qua đó vừa tạo sân chơi bổ ích thiết thực cho các em, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ. Và thưa quý vị, chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng trải nghiệm lớp học bơi miễn phí cho trẻ em trong lòng suối mát. Từ khi lớp học bơi được tổ chức, trẻ em ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên luôn háo hức có mặt đúng giờ, tham gia đầy đủ, chăm chỉ luyện tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Chỉ trong vòng 10 ngày, hầu hết các em đều biết bơi, được học kỹ năng xử lý cứu nạn khi gặp người đuối nước. Các phụ huynh đều yên tâm, hài lòng khi con mình được tham gia lớp học bổ ích ý nghĩa này. Sau khi cho các cháu mà học cái lớp tập bơi này thì là gia đình cũng là rất yên tâm, bởi vì là các cháu nó cũng đã biết, chủ yếu là biết cái kỹ năng để bơi lội, để tự phòng chống đuối nước cho chính bản thân mình. Đây là lớp học bơi thứ hai trên địa bàn xã Lâm Thượng, được đoàn xã phối hợp với nhà tài trợ là tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai trong dịp hè này. Mỗi lớp được tổ chức trong vòng 10 ngày. Nhờ đó đã có gần 60 trẻ em trên địa bàn xã được dạy kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống khi gặp người đuối nước. Để có được những cái điểm bơi an toàn cho các cháu thì đoàn xã sẽ huy động đoàn viên thanh niên là ra quân những cái ngày Chủ nhật xanh hoặc là ngày thứ bảy tình nguyện để mà dọn dẹp điểm bơi, tu sửa điểm bơi để đảm bảo an toàn cho các cháu ạ. Nhận thấy sự cần thiết của việc tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em, đoàn xã Cây Trùng cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức dạy bơi cho các em trong từ 6 đến 14 tuổi. Chỉ trong thời gian ngắn đã có trên 80 trẻ em được dạy kỹ năng bơi lội. Con rất thích học bơi vì học bơi để phòng tránh đuối nước, và con rất thích học và con sẽ cố gắng học. Con được các thầy dạy bơi sải và bơi ếch ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để được bơi được trong dịp hè này ạ. Tổ chức lớp dạy bơi đầu tiên trên địa bàn xã Khai Trung, mặc dù đối với Khai Trung là một xã mà tỷ lệ sông suối ao hồ không nhiều, nhưng mà vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây đuối nước cho trẻ. Lục Yên là huyện miền núi có nhiều suối thác nước, bên cạnh đó đa số các hộ gia đình đều có ao nuôi thả cá gần nhà. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ. Các lớp học bơi ngay trong lòng suối trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn đang tiếp tục được tổ chức, thu hút đông đảo trẻ em tham gia và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh. Thời gian gần đây, những vụ trẻ em đuối nước liên tục xảy ra, để lại những hậu quả hết sức thương tâm. Vì thế, những lớp học bơi như thế này vô cùng quan trọng và thiết thực để trang bị cho các trẻ những kỹ năng sinh tồn dưới nước. Vâng, đúng là như vậy, và hy vọng là những lớp học bơi như thế này sẽ ngày càng được nhân rộng hơn nữa để không còn những nỗi đau mang tên đuối nước. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay xin khép lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.